Trường Sa in dấu chân anh hùng, Hoàng Sa xương máu cha ông, từng in nơi đây những chiến công vang lừng. Trường Sa sông vỗ suốt đêm ngày, Hoàng Sa nắng cháy nhưng để vẹn nguyên non sông. Đâu xa chi những hình ảnh trong đoạn này. Clip Trường Sa ca do họa sĩ Lê Phong Giao thực hiện. Clip này cùng các clip Mẹ kể con nghe, Hướng về Biển Đông, Bâng khuâng Trường Sa, Nơi đảo xa, Gần lắm Trường Sa, và gần đây là clip Tiếng gió Lý Sơn ngay khi được đăng tải trên mạng đã gây xúc động mạnh. Khi cánh hai u về, khi nắng sang mùa, nơi đảo chúng san hô, chiều nơi đây sao bỗng bâng khuâng như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài dư đạo Trường Sa. Tôi vẽ theo cảm xúc, thành ra nó rất là tự nhiên. Cái cảm xúc tuôn trào tới đâu thì tôi vẽ tới đó, và vẽ để giải tỏa cái cảm xúc của mình. Nhưng mà tôi cũng phải theo dõi những cái tình hình và chủ trương của nhà nước để không có đi quá cái giới hạn mà cái cảm xúc của mình. Họa sĩ Lê Phong Giao hiện là biên tập viên truyện tranh của nhà xuất bản Trẻ, đồng thời còn thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc, vẽ tranh cát cho nhiều chương trình, dự án. Từ tìm hiểu và học vẽ tranh cát, anh ngày càng đam mê bộ môn này và có nhiều tác phẩm đặc sắc. Họa sĩ tái hiện vẻ đẹp biển đảo quê hương, khoảnh khắc những anh hùng dân tộc giững tay súng, quyết giữ lá quốc kỳ tung bay nơi biên cương hải đảo, cột mốc chủ quyền vững vàng in khắc hai chữ Việt Nam. Chỉ một chiếc máy quay nhỏ, anh tự quay và biên tập hoàn thiện clip của mình. Mỗi cái clip thì làm cũng phải mất cả ngày, từ lúc suy nghĩ đề tài rồi chủ đề, mà bằng cách là chọn những cái bài thơ, những cái bài hát, rồi sau đó tôi lên phát thảo kịch bản trên giấy. Sau khi phát thảo kịch bản xong rồi tôi mới bắt đầu luyện tập trên bàn cát. Luyện tập thấy nó nhuyễn rồi đó, bắt đầu tôi mới bấm máy thu hình. Sau khi mà thu hình xong thì tôi mới xử lý hậu kỳ trên máy tính. Các tác phẩm tranh cát động này không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà còn như lời nhắn gửi, lời yêu thương gửi đến những người lính đã và đang ngày đêm làm nhiệm vụ ngoài biển đảo, khẳng định tấm lòng của nhân dân cả nước luôn đoàn kết một lòng trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.